tôm này cả nhà. Anh nghĩ là nguyên cuộc đời của anh nó gắn liền với món thịt cơm vịt này. Nhưng mà anh hạnh phúc vì điều đó. Tới rồi đó. Tới giờ sớm rồi. Xin chào cả nhà, đến kênh Tức Hồng Bạc Food. Hôm nay thì hai đứa sang hải sản. Cái này là bạch tuộc khổng lồ, tôm sú và sầu huyết cồ thì mình sẽ đem đi luộc. Còn hấp. Mình sẽ đem đi hấp. Còn mực này thì mình sẽ nhồi với lại nấm kim châm sốt Hàn Quốc ăn cay cay cho nó lạ. Bây giờ mình bắt đầu đi luộc nha. Đi hấp. Không quên đi hấp mà cứ đi luộc rồi. Không quên nữa. Mập cũng xin chào cả nhà nha. Mình bỏ xả dưới đây. Rồi bắt đầu rồi. Con mực tuột này bao mấy ký vậy? 1.3 kg. Hôm bữa anh Mập có bán con này cả nhà, nhưng mà giờ hết bán rồi. Còn có con ăn luôn. Tại vì không có hàng nữa. Cái gân mực của nó rất là bự luôn, nãy mình đã lấy ra rồi. Sẽ cho sủi vô. Sủi một tí rồi có mấy con. Tôm sẽ gãi đại đi. Cũng ma chín. Mực này thì mình sẽ sốt với lại nhồi nấm kim châm và mình sốt cái cả nhà. Mình sẽ gọt cái này ra. Rồi mình mới đem đi hấp, rồi mình mới nhồi nấm kim châm vô. Giờ mình sẽ làm nước sốt để làm mực nha cả nhà. Mình cho vô là đường. Mực nhồi. Hạt nêm. Và tương ớt. Mình không có gì nhỉ? Ớt Hàn Quốc á, nên mình có cho vô sa tế. Tiếp theo là mình sẽ nhồi nấm vô trong con mực gì nè cả nhà. Giống cái togo của con mực quá à. Giống không? Giống. Giống không? Giống. Wow. Chín rồi nè cả nhà. Rồi đắp bé bé. Có con này nè, em không biết nó chín chưa. À nó hở rồi, chắc nó chín rồi. Cái này là màu. Cái chảo á, bữa Mập về cái Mập xử lý như sao mà cái chảo nó dành như vậy cả nhà. Chủ đúng kia nó mày dẹp cái chảo nó giùm tao. Tại vì hôm bữa anh Mập á chiên trứng. Chiên trứng mà sao mà gì hay thiệt luôn á. Mà nó chà hoài nó không ra luôn, nó lấy cước nhôm chà không ra nữa. Nhưng mà mới mua mà đổ uổng cái nhà ơi nên là cái chảo mấy trăm ngàn quá. Mới mua lên tiếp đó. Ta dọn qua đó nó u đâu mất cỡ quá.
Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Phút của Mập với lại với Kim nha. Thì hai đứa mình đã nấu xong rồi, mời cả nhà cùng ăn nha. Mời cả nhà ăn với Mập với Kim nha cả nhà. Tù miếng nước. Tù miếng nước. Rồi, ở đây là cái con mạch tuột bự chà bá khổng lồ luôn. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Sao mời anh tô nước với. Em ăn gì em ăn đi, em ăn trước đi. Mình sẽ ăn với lại muối sữa nha cả nhà, muối ớt sữa. Cái này chắc không ăn hết chứ con mạch tuột thì đâu nên chắc có ít thôi ha. Nữa thôi. Muối ớt sữa thì nó sẽ ngọt ngọt và mặn mặn, cay cay. Rồi. Mời cả nhà nha. Để ăn thử cái con sò huyết cồ thôi. Ồ, mình sẽ ăn con tôm trước. Hồi này cả nhà. Cả nhà nhìn mình này cả nhà. Mình nhìn Mập này cả nhà. Đây. Muốn có mì khô không? Có chứ. Rồi cho anh ăn con thì biết bự vậy luôn á. Nãy mua 350 một ký hả? Mấy 300? 350 một ký á cả nhà. Mâm hôm nay cũng bộn tiền á. Rồi em tắt ra chưa? Tết đâu đó, đây nè em ơi. Ờ nhưng mà em nói không được. Thôi anh ăn đi. Em tự em làm. Cái này khó lấy mà. Chứ không phải điều hành gì đâu. Ôi, con này nó khô quá. Con này nó muốn chết rồi. Thôi nãy em ruột cũng đừng hết. Ủ nó. Tại vì mình tắt bếp rồi nhưng mà vẫn còn đẩy nắp á cả nhà. Tại hết chỗ để rồi nên để bên đây nè. Bây giờ anh sẽ sắn cho em. Nãy mai em lấy. Vậy ha. Nè. Tại gì đó. Nó khô. Nó hết mỡ rồi hả Mập. Ủa hết huyết rồi. Ừ. Bổng ghê á. Bị bể quýt. Không phải với lại mình hấp lên nó cũng đâu có còn cái quýt giống như là mình làm cái kia đâu. Cái kia thì nó sống sống. Hủ quýt nó dai. Ăn mì tô. Lâu lắm rồi, mới ăn nữa. Vậy hôm nay nó không có dài, nó không có cứng. Đúng không? Ừ. Ok lắm. Bữa hổm á, xuống như là mình hấp lâu á. Giống như thịt bò mà mình làm lâu á, nó sẽ dai á. Hình như ốc cũng vậy á. Làm lâu nó sẽ dai. Khoái ăn vậy à. Ừ. Nhưng mà chấm với lại muối ngon ha. Ừ. Muối này là muối bán chiên gà đó cả nhà. Làm mấy con tôm đây.
Bữa có mấy bạn kêu á, là sao lâu rồi không thấy Mập với mấy Kim ăn hải sản. Nên hôm nay hai đứa ăn á, chứ cũng tính là chưa ăn đâu. Tới chừng nào mà cả nhà ha, ngắm chờ mà mỏi mòn ha, ăn nó mới đã. Với lại có người bạn khách hay lắm mình ăn cơm nhà. Dạo này đi ra đường nhiều nên về nhà thì tranh thủ làm cơm nhà ăn thôi nha. Cái muối nè, ngon dễ sợ, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Chấm với mấy cái đồ mà ngâm chua với lại luộc, ngon, rất là hợp. Muối này thì cả nhà có thể lên mạng coi, muối sữa. Con mạch tuột này 1,3 kg hơn đó nha. Nếu lúc trước mập bán á, rồi con này tầm chèo á. ₺600.000. Ủa? Đâu tới? Không tới. Phải chi? Hôm nay em biết ha, hai mình nấu bún riêu và tụi anh. Tiếp tục con sò. Ủa con này cái gì? Con ở đúng rồi, sò dạ. Huyết. Đây cả nhà. Thái hấp gì hả? Là gì hấp á. Nó giữ là vị ngọt. Ừ. Nó nguyên bản luôn. Cắt thành ơi, ăn thấy ngon, mềm dễ ăn. Ăn cái đầu nha. Ăn cái đầu không? Đứa nửa cái. Ăn hết rồi không? Ăn cái trắng luôn. Ừ, hơi cắn à. Cái đầu nó sẽ dai hơn. Ừ, dai hơn thì có. Mà ngon, dai giòn á. Tự nhiên. Nói chung là con mực mặn đó nha. Nó chỉ có dai với giòn, chứ nó cũng không ngọt lắm. Có nhiều người á, người ta kêu là con mực tuột. Không hiểu. Tại dân biển á, thì người ta kêu là con mực luôn á cả nhà. Ừ. Có sao mà mình kêu là con mực tuột á chứ. Thái nhất con này với mì gói.
này đấy. Nè, cái huyết nè. Cho em hấp cái huyết nè. Vậy mà em tưởng nó anh nè. Cho em con này không ạ? Ừ, ăn đi. Thiệt là mắc nếp. Ăn mà ăn phải lăn xả. Con này nó còn giữ được nguyên bản không? Chắc nó nằm ở trên á. Ừ. Cái này thấy nhiều người ta trộn thái á. Có ăn sống con đó bao giờ chưa? Chưa. Mà con nhỏ có ăn. Có ăn rồi, em nhớ em có ăn rồi. Con nhỏ nhớ là chưa bao giờ ăn con cồ vậy. Có tiền đâu mà. Tôm này cả nhà. Bên xa hải sản nhất. Không lẽ làm chừng chục clip hải sản liên tục chứ? Tôi mà hết ăn là thôi được hả? Cái đó là món quốc dân đối với anh rồi. Vậy anh nói không được. Anh nghĩ là nguyên cuộc đời của anh nó gắn liền với món thịt cơm vịt đó. Nhưng mà anh hạnh phúc vì điều đó. Tới rồi nè. Tới giờ sớm rồi. Đó, nhà biết mập đang nói về cái gì rồi đúng không? Nè ăn đi nha. Ăn sao giờ ta? Trắng rồi, rồi lấy kéo nè, cắt rồi anh. Đây, cắt sao? Cắt làm đôi giùm em á. Cái này chắc là gọi là mực sốt sa tế. Sốt cay sa tế. Cũng cay chứ bộ. Mặn nó không có mặn lắm không? Ừ. Nó mặn hơn một tí. Nó cũng cay á. Mặn hơn một tí đúng không? Nè. Nó có cái ấy đó coi nhờ. Ấy đó nhờ. Nấm á. Giòn. Nấm nó ngọt á. Nấm lên chi ngọt. Ủa kim châm. Quên đó linh chi, tên con gái của mình. Trời, tự nhiên nó đang
hứng anh đang hết con bạch tuộc ký ba luôn á. Để đi, lâu lâu có một ngày mà. Con bạch tuộc cuối tuần. Lâu lâu mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng có. Hay không? Cái đầu nó sốt. Cái gì là cái đầu có nấm kim châm ngon hơn cái đít. Bữa nay tao bị ế à. Ông ăn hết nổi rồi chứ mập á. Anh ăn mừng nha. Để anh lấy mấy con sầu huyết cho anh. Ngon bánh mì nhá. Bánh mì đang gặp sự cố cả nhà. Bữa giờ bà quậy đâu dám cho bánh lên. Là bà ngoại của mẹ cho ăn bánh chén mẹ. Cái không biết sao cái cộng cái hộp mẹ cả nhà, nó dính vô cái nú răng á. Là nó nằm ở dưới cái nú răng, cái chân răng á cả nhà. Không biết sao lấy ra được. Một chiều mới giống như bác sĩ. Bác kêu là để tự nó chòi ra mà không biết có chòi không, nó lo quá. Trời. Mà anh nói không tin. Thì đó anh bị sốc dầm đó. Cây tâm đó. Nó vô cái nú hai bữa nó chòi ra nè. Nó hai bữa nó chòi. Không biết không? Nó bị sưng hay sao? Chắc vậy á. Món này nó bị rắc bốn mà mè đó. Mà không có quấy khóc gì chứ. Ừ. Ăn nè con này bà. Rồi lột tôm cho anh ăn nhé. Ngon lắm nè. Thích cười quá. Thường con trai sẽ lột tôm cho con gái. Còn ở đây mà kêu là bé Kim lột tôm cho mình ăn nha. Ở ngoài cũng vậy cả nhà. Sống thật với bản thân cả nhà ơi. Sợ nó không chọi lên xong cái nó liền lại luôn. Là cái hộp mẹ nó mãi mãi ở trong đó. Mà giờ đè nó ra thì nó khóc quá. Chịu không nổi. Kệ đi, coi như kỷ niệm của bà ngoại. Sáng mới bị bà ngoại mình gớt điện thoại đầu hết chứ. Bầm luôn á. Khóc quá trời khóc. Bánh mì dạo này lớn cả nhà biết luôn rồi. Biết hoa xà bông lên người. Rồi biết chơi đồ chơi, biết bỏ vô rồi. Còn biết đậy nắp lại nữa. Mở nắp đậy nắp rồi. Mà chưa biết nói chuyện. Chưa biết đi. Bánh mì đẩy xe gà là đi dù dù luôn cả nhà. Còn đi một mình thì chưa đi. Hôm nào sẽ quay clip bánh mì để xe gà cho cả nhà coi nha. Để xe gà mắc cười lắm.
xe tập đi đó nha. Mập tính múc băng hết hải sản luôn hả mập? Ok. Lâu lâu có một clip cho ở nhà coi cho đã nửa bữa. Rồi em ngồi em tâm sự gì đấy? Là bữa giờ đi ra ngoài quay có vấn đề gì không, có gặp sự cố gì không? Rồi hôm nay Mập đi ra ngoài quay á nha, thì mình không có lên clip, thì anh Mập mình cảm thấy rất là buồn. Ấy là biết sao đi ngoài quay đó là bà Kim nó sẽ quay cho Mập hoặc là hai đứa sẽ ngồi ăn giống như nhà này để cái cây quay đó, mà nếu mà để vậy á thì nó cũng giống như ăn ở nhà thôi đó nha. Hôm nay ăn mà tuột ngon thiệt. Con cuối cùng nó ngon. Hết rồi hả? Tự nhiên ăn ngon á. Cái đà á giống như là muốn ăn nữa luôn. Bởi vì mập là do đó nữa nha. Gì đâm chưa vậy? Buồn ngủ tiếp tục. Đừng nói có bầu nữa nha bà. Không bây giờ cái mày còn hết xíu lỡ hơn có bầu hay buồn ngủ. Đúng rồi, có bầu hay buồn ngủ. Lớn hơn có thiệt sao đúng không cả nhà? Ừ. Có là hơn, nếu phải là xui đâu nha. Ừ. Đương nhiên rồi, con cái là trời cho mà. Mà tâm sự cái nhà luôn là bên Mập á, thì cũng có mình Mập à. Còn bên mấy Kim mình cũng có hai người à. Mà ông anh của mấy Kim mình chưa có vợ nữa. Nên cũng có bên nào cũng có đứa cháu rồi. Nên kiếm càng nhiều càng tốt. Vợ thì em chào cả nhà đi, anh xong rồi đó. Cái nhà ơi, thằng Mập ra đã múc băng hết cái mâm hải sản rồi. Hai đứa xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của hai vợ chồng thằng Mập Food nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại.